một bá đạo tổng tài cực kỳ giàu có, mà lại không cưa đổ được người trong lòng, bởi vì lúc trước ầm ĩ không vui, hai đã có một khoảng thời gian không liên lạc, bá đạo tổng tài chỉ có thể cùng nhân viên tăng ca liên tục nhiều tháng. Vì khi không làm việc, trong đầu anh chỉ có cô ấy, đột nhiên điện thoại có tin nhắn của người trong lòng, tôi uống say rồi, không thoải mái, anh đến Tử Vi các đón tôi được không? Bà Khuynh Ngang bắt đầu lo lắng, lái xe nhanh như bay, 10 phút đã đến nơi, khoảnh khắc mở cửa ra, thì lại nhìn thấy Lâm Tố Nhi đã đánh gục cả đám. Lông mày anh giãn ra một chút, chỉ là nhìn kỹ lại cô ấy vẫn bị thương, anh lập tức nổi giận, lập tức cho thuộc hạ kéo lão mập biến thái và người bạn tâm cơ xuống. Trong căn phòng tối tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Bà Khuynh Ngang vừa nãy còn cả người tràn đầy sát khí, bây giờ toàn thân lại gần như đóng băng, hình như anh rất tức giận. Lâm Tố Nhi ngơ ra, tiếp đó bà Khuynh Ngang hỏi một câu, tôi đã nói nếu gặp nguy hiểm thì liên lạc với tôi, tại sao lại phải tự mình đối diện? Lâm Tố Nhi hơi sững người, anh ấy nổi giận vì chuyện này, cô cố gắng kiên nhẫn trả lời, bởi vì tôi có thể xử lý được, anh cũng nhìn thấy rồi, cho dù anh không tới, tôi cũng có thể xử lý tốt chuyện lần này, từ trước giờ tôi không phải người ra vẻ bốc đồng, nếu đã dám đến tham gia bữa cơm này của Tô Cầm Vũ, ta có thể nắm chắc rút lui an toàn, nhưng rõ ràng là em bị thương rồi. Lâm Tố Nhi nhìn chỗ có cảm giác đau, vẻ mặt không quan tâm, nói, đây có là gì đâu, băng bó một chút là được rồi, chỉ chút vết thương nhỏ này, khi ở Đại Lục Cổ Linh, cô là người từng bị hơn 1000 con rắn độc cắn, so với lúc đó, vết thương nhỏ này cũng chẳng là gì. Bà Khuynh Ngang rất không hài lòng với câu trả lời của cô. Anh giữ cằm Lâm Tố Nhi, mang theo cảm giác áp bức, Lâm Tố Nhi bị ép ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như hồ băng đó, bà Khuynh bạc lạnh giọng, "Lâm Tố Nhi, tôi cảnh báo em một lần cuối cùng, sau này gặp chuyện lập tức liên lạc với tôi." Rõ ràng là lời nói quan tâm, nhưng bà Khuynh Ngang nói ra, lại lạnh lẽo, mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Lâm Tố Nhi nhíu chặt mày, cô giận dữ cả tay bà Khuynh Ngang ra, "Dựa vào cái gì? Đừng quên chuyện lần trước, anh còn nợ tôi một lời giải thích." Anh điên cuồng động não nhưng vẫn không hiểu, "Giải thích gì?" Lâm Tố Nhi ngẩng đầu, gương mặt thanh tú tràn đầy kiêu ngạo, cả người như mọc rõ gai nhọn, "Lần trước ở bên đường, anh vô duyên vô cớ hôn tôi, khi chưa có sự đồng ý của tôi." Bà Khuynh Ngang bật cười, "Chiếm tiện nghi thêm lần nữa, vậy nếu như em đồng ý thì có thể hôn em phải không?" Lâm Tố Nhi suýt nữa thì phun ra máu, "Tên này não uống nước rồi à? Rõ ràng cô nói không phải ý này." Cô còn chưa kịp nổi giận, người đàn ông vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai đó đã mang cảm giác vừa quyến rũ vừa nghiêm túc, "Vậy tôi hôn em được không?" Nhìn anh ta càng ngày càng ép sát, Lâm Tố Nhi ngăn lại bằng một tay, nói, "Có phải anh nên giải thích hợp lý chuyện bên đường lần trước đi đã không? Tại sao lại làm vậy? Lần đầu tiên cô thấy bà Khuynh Ngang phát điên như vậy." "Đương nhiên là phải hỏi rõ ràng thì hơn." Lâm Tố Nhi còn chưa nói dứt lời, đôi môi lạnh lẽo đó đã mạnh mẽ áp xuống. Lâm Tố Nhi bỗng nhiên mở tròn mắt, "Sao cô lại bị hôn rồi?" Hơi thở của anh ấy lan tràn xung quanh cô, "Sao cô lại tự nhiên đỏ mặt nữa rồi?" Nắm đấm của Lâm Tố Nhi rơi xuống, lại giống như đánh vào bông vậy, ngay tức khắc đã bị bà Khuynh Ngang giữ chặt. "Cô căn bản không phải là đối thủ của anh, không phải em muốn giải thích à?" "Lâm Tố Nhi, đây chính là giải thích." Cô tức giận muốn châm vào huyệt vị của anh, nhưng từng hành động của cô dường như đều đã bị anh nhìn thấu. Cô bị anh giữ chặt, cô tức đến nỗi mặt đỏ tim đập, hét lên, "Bà Khuynh Ngang, đây mà là giải thích cái gì? Anh căn bản là..." "Lâm Tố Nhi, tôi thích em." Bà Khuynh Ngang vừa dứt lời, lời đã ra đến cổ họng của Lâm Tố Nhi bỗng im bặt. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan tuấn mỹ của anh giống như yêu nghiệt, cả người Lâm Tố Nhi lại ngơ ra, "Anh nói gì cơ? Tôi nói tôi thích em." Sau khi xác nhận lại, đầu cô ong lên, cả người ngơ ngác, bà Khuynh Ngang nói anh ấy thích mình, trong mơ cô lại bị anh ấy chiếm tiện nghi. "Lâm Tố Nhi, em chỉ có thể là của tôi, thả lỏng đi, em sẽ quen thôi." Bà Khuynh Ngang đốt lửa khắp nơi trên người cô, khi Lâm Tố Nhi đang vừa xấu hổ vừa tức giận bừng tỉnh. "Dừng lại cho tôi." Tiếng hét hoảng sợ này thành công thu hút ánh mắt của mọi người. "Bạn học Lâm Tố Nhi, cô giáo đang giang bài đó, có phải em có thành kiến gì với tôi không? Bây giờ Lâm Tố Nhi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào." "Không không không, cô giáo, chúng ta tiếp tục đi." Cô an ủi Minh bản thân vừa mới giật mình, hóa ra là mơ, đều tại tên bà Khuynh Ngang đó, đang yên đang lành tự nhiên lại làm vậy. Hai ngày nay chỉ cần vừa nhắm mắt thì sẽ thấy đôi mắt như hồ băng đó của bà Khuynh Ngang. Giọng nói trầm đó ở bên tai cô liên tục vang vọng, "Lâm Tố Nhi, tôi thích em, cứu, hại tôi giữa ban ngày, cứ mơ thấy giấc mơ đó, chẳng phải là mình chính thức từ chối lời cầu hôn của anh ta rồi sao? Sao còn đến nữa? Không được, không được, không thể yêu nghiệt đó xoay mòng mòng được. Hơn nữa, bác sĩ không có dây dưa tình cảm với bệnh nhân của mình, là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất. Hồi nhỏ sư phụ đã từng nhắc nhở mình, Tố Nhi con nhớ kỹ, là bác sĩ tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm với bệnh nhân. Một khi nảy sinh tình cảm, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán và chữa trị của con đối với bệnh nhân. Chuyện này đối với con và người đó, đều là tổn thương chí mạng." Lâm Tố Nhi suy nghĩ lại một hồi, lời của sư phụ, bây giờ nghĩ lại vẫn vô cùng có đạo lý, đợi lần sau gặp bà Khuynh Ngang, sẽ từ chối rõ ràng hơn, để anh ta chết tâm luôn đi. Hot boy cùng bàn từ lúc Lâm Tố Nhi có quầng thâm hai bên mắt, đã bắt đầu quan sát, cậu hỏi như có như không, "Lâm Tố Nhi, tối qua cậu gặp ma quỷ gì? Hôm qua cậu nhắn tin cho tôi nói cậu uống say rồi. Tôi đi nhưng không đón được cậu, phục vụ nói cậu được người nhà đón đi rồi." Nghe vậy, trong đầu Lâm Tố Nhi có một đàn quạ bay qua. Ừ, đúng là đã đụng phải một con quỷ khó đối phó.
cô đối phó qua loa với Chỉ Tư Ngang. Tôi thức khuya, bởi vì muốn biết thức khuya rốt cuộc có thể thành tiên không. Thực tế chứng minh thức khuya không tu thành tiên được. Tôi ngủ một lúc đã, đừng làm phiền tôi, nào ngờ chưa được bao lâu đã bị Chỉ Tư Ngang kéo đi. Đừng ngủ nữa, tập dượt tiết mục văn nghệ, giáo viên muốn tôi qua đó chỉnh sửa đạo cụ. Lâm Tố Nhi chỉ biết cạn lời, Chỉ Tư Ngang, ở trường cậu không có bạn bè khác hả? Tại sao cứ đến tìm tôi? Im miệng, rất nhanh hai người đã đến phòng đạo cụ. Lâm Tố Nhi xắn tay áo chuẩn bị chuyển đồ, không ngờ Chỉ Tư Ngang lại giành mất. Đưa tôi, cậu làm gì vậy, cái này tôi bê là được rồi. Cậu bê cái khác đi. Chỉ Tư Ngang ra vẻ khinh thường, nói mấy câu. Lâm Tố Nhi, cậu có phải là con gái không vậy? Đồ nặng như vậy, con gái bình thường đã sớm tỏ vẻ yếu đuối rồi, cậu còn bê thật. Lâm Tố Nhi nghe vậy thì không vui, phản bác lại. Bê chút đồ mà thôi, liên quan gì tới chuyện tôi có phải là con gái không? Hơn nữa ban đầu là cậu gọi tôi tới, chẳng phải là kêu tôi làm việc à? Chẳng lẽ cậu có ý đồ khác? Chỉ Tư Ngang nghe vậy có hơi hoảng, để che giấu sự ngượng ngùng, cậu vội vàng nhét cho Lâm Tố Nhi một cây chổi, nói nhảm ít tôi, đồ để tôi chuyển, cậu quét nhà cho tôi đi. Chỉ Tư Ngang lẩm bẩm, ai mà gọi cậu tới làm việc thật chứ, chỉ là muốn ở chung thêm một chút. Lâm Tố Nhi ở phía sau thì đã thả hồn nơi khác. Từ khi ăn mỹ quả, không gian của Dược Linh Ngọc không lâu sau đã lại xuất hiện một quả, gọi là gì mà đại lực quả ba sao, có công hiệu khí huyết tráng sĩ, hoạt huyết giải ứ, tăng cơ bắp, sức mạnh phi thường, lực chiến đấu bằng ba con ngỗng trắng to. He he, sau khi mình ăn, sức mạnh lớn hơn nhiều so với con gái bình thường. Lâm Tố Nhi lại thở dài, tuy vẫn không đánh lại tên yêu nghiệt Bạc Khuynh Ngang, nhưng chuyển đồ gì đó sớm đã không thành vấn đề rồi. Rất nhanh đã đến giờ tan học, Lâm Tố Nhi vui vẻ vươn vai, được rồi, xử lý xong hết rồi, nên về thôi. Chỉ Tư Ngang ở đó vặn cửa cả nửa ngày. Lâm Tố Nhi nghi hoặc hỏi, sao không đi? Lâm Tố Nhi, hình như hai chúng ta bị nhốt bên trong rồi, làm việc cả ngày, hai người đều mệt muốn chết, nên ngồi xuống. Hai chúng ta đúng là xui xẻo, bị bảo vệ nhốt thì thôi đi, đúng lúc còn đều không mang điện thoại, xem ra tối nay chỉ có thể ở hội trường một đêm rồi. Lúc này, nhà hát trong đầu Chỉ Tư Ngang đang trình diễn nhanh như bay. Có khi nào bởi vì đêm nay, cậu và Lâm Tố Nhi sẽ tình yêu chấm nở, dáng vẻ ngọt ngào khi yêu của hai bọn họ, ảnh lúc kết hôn nói lời tuyên bố cảm động với nhau, cảnh hạnh phúc sinh em bé, dáng vẻ bạch đầu giai lão. Qua một đêm, tối nay chỉ có hai người chúng ta, trí tưởng tượng của Chỉ Tư Ngang làm cậu ta rất vui vẻ. Lâm Tố Nhi ở bên cạnh vẻ mặt mông lung, cậu sao vậy, đây là bị ma ám rồi à? Đột nhiên tất cả đèn phụt tắt,